là một người lính cũng đã đi qua được những cái cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay thì tôi cũng muốn phát biểu lên một số những cái suy nghĩ. Có thể nói rằng người lính có nhiều những cái giây phút rất là cảm động. Đấy. Cảm động về tình người, tình đồng chí. Nhưng mà đặc biệt đó là những cái vấn đề mà nhà đạo diễn anh Hoàng vừa rồi nêu lên đấy. Đấy là một cái sự mất mát, một cái sự hy sinh quá lớn của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy. Đã tiễn đưa những người cha, những người con, những người chồng, những người thân yêu nhất của mình lên đường để thực hiện một cái ý chí, một cái quyết tâm mà như Bác Hồ nói không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đấy, chúng ta thà hy sinh tất cả chỉ nhất định không chịu mất nước và không chịu làm nô lệ vì một cái lý tưởng cao quý như thế. Cho nên rất nhiều các cái gia đình của chúng ta đã cống hiến cho cái nền độc lập tự do của đất nước của chúng ta bằng những cái sự hy sinh không thể đong đếm được. Hôm nay chúng ta họp báo sự phối hợp của cái chương trình này giữa Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ và cái Đảng ủy khối cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tôi cho rằng một lần nữa chúng ta cùng đồng hành trong con đường bảo vệ Tổ quốc của chúng ta bằng những cái sự tri ân, cái giá trị nhân văn của các mẹ Việt Nam anh hùng, của các thế hệ những người đã hy sinh. Đấy. Và như anh Nga nói, không những những người đã hy sinh rồi mà còn những người đang mang trên thân mình những cái vết thương mà mỗi lần trở gió, mỗi lần trở trời thì cái sự đau buốt đó chắc chỉ là bản thân họ sẽ hiểu hơn. Và bên cạnh họ đó là ai? Đó là sự đồng cảm của gia đình, của đồng đội, đó là sự hỗ trợ, động viên, đó là sự chăm sóc của toàn xã hội chúng ta mà Đảng và Nhà nước chúng ta luôn luôn tri ân, luôn luôn ghi nhớ và luôn luôn quan tâm. Tôi nghĩ rằng một cái việc làm tuy rất nhỏ nhưng ý nghĩa hết sức lớn lao. Trong cái cơ chế thị trường này thì còn bao nhiêu những vấn đề mà có thể này rất là trăn trở, nhưng chính cái cơ chế thị trường cũng đọng lại những cái gì trong đó, những cái giá trị tích cực của những con người luôn luôn có một cái lòng nhân ái, một sự tri ân, một tình cảm mà tôi cho rằng là hết sức đáng trân trọng. Chúng ta không những động viên bằng giá trị vật chất mà đó là sự động viên kể cả tinh thần, không những người đã khuất rồi mà những bà mẹ chúng ta hiện nay phải đến là 90 cho đến 100 tuổi đấy, vẫn bên cạnh mình còn có những con cháu hàng ngày động viên, rồi bên cạnh mình còn có những cái thế hệ con em của các gia đình liệt sĩ vẫn đang tiếp tục cái sự nghiệp của cha anh của mình. Chúng ta tri ân nhưng chúng ta cũng lại làm một cái gì đó tạo nên động lực lớn hơn cho con cháu chúng ta tiếp tục để phát huy truyền thống cách mạng. Cho nên tôi cho rằng cái đêm giao lưu tới đây nó cũng chỉ là một việc làm của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ mà chúng ta vẫn tiếp tục làm và làm mãi, làm đến khi nào mà chúng ta thấy rằng trong cái lương tâm của chúng ta thanh thản, đúng không? Đấy, vì Tổ quốc chúng ta là một đất nước nhỏ bé, một đất nước luôn luôn mong muốn hòa bình nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn sẵn sàng để mà đập tan bất kỳ một cái kẻ thù nào mà dám xâm phạm đất nước chúng ta. Thì chính chúng ta làm việc này, đấy là chúng ta đã tạo một cái nội lực rất lớn cho cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng cái sự đồng hành của các nhà tài trợ, đấy, sự chia sẻ, lan tỏa cái giá trị nhân văn của các nhà báo, của tất cả các chương trình nói chung, nhưng với cái chương trình hôm nay nói riêng, nó sẽ góp phần vào để mà nhân rộng lên cái giá trị nhân văn của cái Tổ quốc Việt Nam của chúng ta, của thế hệ con lạc cháu hồng của chúng ta. Cho nên tôi cũng rất là cảm động. Đó là gì?
đó là với những cái việc làm bằng cái tình cảm sâu nặng, đấy, bằng một cái tinh thần và một cái sự đóng góp dù đó là rất là nhỏ nhoi so với đấy, đất nước của chúng ta, đúng không? Đất nước chúng ta là có thể nói là còn một cái tiềm năng rất lớn, nhưng mà tiềm năng đó phải đòi hỏi cái trí tuệ của con người Việt Nam của chúng ta để mà khai thác, để mà xây dựng đất nước của chúng ta ngày càng to đẹp hơn. Làm tất cả những điều đó để chúng ta vừa tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng của chúng ta, của các gia đình liệt sĩ trong tất cả các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, cũng như sự nghiệp bảo vệ tổ quốc của chúng ta, cũng như trong cái sự nghiệp làm nghĩa vụ quốc tế mà chúng ta còn tạo một cái nền tảng cho thế hệ con cháu chúng ta mãi mãi học tập, nêu gương và chúng ta thực hiện ngày càng sâu sắc hơn thì lời mong muốn của Bác Hồ là xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Được gặp các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo, được gặp các nhà báo hôm nay có mặt thì tôi cũng xin được phát biểu một vài cái suy nghĩ của bản thân, và cũng mong rằng các nhà tài trợ của chúng ta luôn luôn đồng hành cùng với hội, và hội sẽ hoàn thành tốt cái chức năng nhiệm vụ đấy là cái hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, luôn luôn đồng hành với Sở Lao động Thương binh Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và của tất cả các cơ quan ban ngành để chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình để làm vơi đi những cái nỗi mất mát đau thương của các cái gia đình mà đã có một thời gian dài cống hiến người thân của mình cho đất nước. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.